Hello cả nhà, đây em test màn hình đồng hồ thông minh ngoài trời đây cả nhà, sáng rồi trong veo luôn, rất là đẹp luôn nha cả nhà, đó, nè nhiều màu sắc luôn, ở ngoài trời mà nó sáng cực kỳ, đó, đo sức khỏe, theo dõi luyện tập, báo thức, rất là nhiều chức năng luôn nha, thông báo Facebook này kia luôn, có gọi qua Bluetooth luôn nha cả nhà. Đo nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu, nhắc nhở luyện tập thể thao, đo quãng đường, đo bước chân, đó, báo tiêu thụ bao nhiêu calo, theo dõi giấc ngủ, đó, sạc 500, vỏ nhôm nha cả nhà, vỏ bằng nhôm nha, đó, size ngang 39, càng 45, đó, vừa cảm ứng nè, vừa có nút cuộn, ở nút dưới là nút nguồn, có nhịp tim nè. Màn hình rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, oxy trong máu nè. Đó, màn hình cảm ứng bao mượt luôn. Giá em bán là 330 bao ship nha, hàng new luôn nha cả nhà. Kèm cáp, kèm sạc 500 nha cả nhà. Đó, đây. Đó, huyết áp nè. Rồi em mời cả nhà nha.